có bạn ấy tên Thủy, bạn mất ngủ là tính ra là hơn 10 năm, và 8 năm uống thuốc tây. 8 năm uống thuốc tây thì đi từ bệnh viện nhỏ cho đến bệnh viện lớn, rồi qua đến bệnh viện, cả bệnh viện Biên Hòa luôn. Thì đến Biên Hòa là coi như họ coi như giống như vua nhà thương điên rồi đó. Nhưng mà họ cho uống thuốc, càng uống thuốc là càng căng thẳng và tối không ngủ được. Và thậm chí mỗi ngày mà ngủ được 1 tiếng đồng hồ thôi là rất là mừng rồi. Ngủ được 1 tiếng là mừng lắm luôn á. Và thậm chí phải đeo luôn cả cái tay á, là để đo cái thời gian mà nó giấc ngủ sâu một ngày được bao nhiêu giờ. Nó kinh khủng vậy á. Thì đứa con thì làm bệnh viện Chợ Rẫy á, nó mới nói với mẹ, nó nói là mẹ ơi thôi cứ như ma mẹ mà đi theo thuốc tây như vậy là có ngày chắc mẹ không không chịu nổi đâu. 8 năm đã ta 8 năm theo thuốc tây rồi thì thôi bây giờ kỳ này mẹ theo thuốc nam đi, đi theo thuốc nam ra Hà Nội mua thuốc cái gì đó ở ngoài Hà Nội một lần gửi vô, như vậy là 1 tháng là hết gần cả triệu á, tiền thuốc ngủ á mà gần cả triệu luôn. Nhưng mà uống hết 1 năm đến năm thứ chín rồi, đến năm thứ chín rồi đó, là hết 1 năm thuốc thuốc về thuốc nam luôn mà không bớt. Không bớt thì sau khi có một ngày một dịp đó thì cái bạn Thủy này mới qua nhà của cô Nghiễm á, lắp ráp một cái máy lọc nước, thì thấy chồng của cô Nghiễm á là bị hồi xưa là nói là bị ung thư mũi, nhưng mà bữa nay tôi nhìn lại sao anh hùng, sao bữa nay đẹp trai quá, mặt mày thì da hồng hào, tóc thì mọc rồi chứ không còn rụng tóc lơ phơ như đó nữa. Thì bắt đầu mới hỏi thăm, thì mới nói là bây giờ em bị mất ngủ như vậy á thì bị phải như thế nào. Khi mà Thủy nói vậy thì cô Nghiễm cũng có nói ra, thì có nói ra thôi bây giờ dùng thử với nét của mình đi, lúc đó chỉ mới uống viên à, chưa biết uống bột. Thì đúng là rõ ràng uống vừa hết cái hộp viên đó là ví dụ như uống được 1 tuần lễ á là thấy dấu hiệu ngủ được cũng khoảng 1 2 tiếng một ngày rồi. Nhưng mà đến khi mà uống hết một một hộp là 21 ngày thì một chỗ ý, phải nói là cái hiệu quả nó rõ ràng luôn. Thì nó nói chị trời ơi bữa nay em ngủ rất là ngon luôn mà em hả đặt cái lưng xuống là em ngáy khò khò vậy đó, mấy bữa hả em trằn trọc lăn qua lăn lại mà bây giờ em ngủ rất là ngon luôn chị ơi, không có nghĩ rằng là sao mà cái wellness mình nó hay dữ vậy, em thấy nó có cái gì đâu, nó có 4 cái viên nó bình thường ghê, mà sao em cũng uống omega 3 rồi em uống đủ thứ mà tao sao em có bớt mà cái này hả em uống cái này cái gói của mình sao nó hay quá. Thì lúc nào bắt đầu Thủy khi mà có một cái niềm tin về cái chia về cái mất ngủ của mình rồi á thì có niềm tin cho mẹ uống, mẹ thì mẹ già đó, rồi cho chị rất là tiền đình cho mẹ uống, cho chị uống, rồi chồng uống, nói chung là bắt đầu có cái niềm tin, thế là bắt đầu là chia sẻ sản phẩm cho mọi người đó. Cho nên là cái mình thấy là cái bệnh mất ngủ mà cái wellness của mình á là rất là tuyệt vời, không có phải nó không có phải là nói người này lại uống sao thấy nó không hết, hay người hay hay người người kia hả uống sao nó lâu, tất cả đều do cái lối sống của mình hết trơn. Nếu mà cái cuộc sống của mình á mà nó không có bị phản khoa học nhiều quá thì mình sẽ hết nhanh, còn nếu cuộc sống mình nó hơi bị phản khoa học một chút thì mới hết chậm, chứ không phải là không không có thể nào mà không hết, tại vì tất cả cái đầu dây mối nhợ nguyên nhân nó nằm từ cái thiếu dinh dưỡng đó. Cho nên khi mà mình cung cấp đầy đủ cái chất dinh dưỡng cho cơ thể rồi thì không phải chỉ một bệnh mất ngủ mà tất tần tật tất cả các bệnh trong cơ thể.